ở quy về dòng minibus điện Mercedes-Benz tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 26,4 kW trên 100 km, mức thải CO2 không. EQV của Mercedes-Benz không chỉ mang lại một chuyến đi hoàn toàn mới lạ, nhưng mà còn đưa lại những trải nghiệm lái rất thoải mái và thú vị, bởi vì đây là chiếc xe minibus hoàn toàn điện đầu tiên của Mercedes-Benz. Tôi tên là Just My Blair, và trong clip này tôi sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ thêm một chút về chiếc EQV. Có lẽ rằng còn một số chuyện để nói, nhưng trước tiên hết thì chúng ta nên hãy làm một chuyến đi ngắn. Xe lên tới 8 chỗ và chiếc EQV của Mercedes-Benz này thích hợp cho việc riêng hoặc là việc kinh doanh công ty. Và với khả năng rằng không phát thải ra CO2, xe này có thể sạc được ở bất kỳ trạm sạc nào. EQV là một phần của xe hệ sinh thái và có phần mềm bản đồ tìm đường đi. EQV Mercedes-Benz mang lại tất cả các chức năng nổi tiếng của dòng Mercedes-Benz kết hợp với động cơ mạnh và phần mềm điện tử thông minh, hỗ trợ điện thông minh. Đây là một cách để giúp cho tài xế có thể lái thoải mái và dễ chịu trên suốt hành trình. Tiện lợi đến 8 chỗ ngồi. Đặc biệt của dòng xe này rõ là 8 chỗ ngồi và ngoài ra một chỗ ngồi tài xế. Nhưng bằng cách sắp xếp lại ghế ngồi trong xe, bạn có thể có được thêm những chỗ ngồi nhỏ. Và bạn có thể chọn được một số cách để đệ hàng, ví dụ như là sắp hết ghế xuống, hoặc là mở các ghế con ra, hoặc là quay đầu các ghế lại thành ngồi đối diện với nhau để giúp cho dễ dàng nói chuyện trên xe. Pin được đặt nằm ở trọng tâm của xe giống như bất kỳ xe điện nào khác. Do vậy thì trọng tâm của xe sẽ được đặt nằm ở giữa xe và rất nặng. Xe rất là chạy rất đầm, chắc và khó lật. Và pin chưa đến 90 kW. Lái với phần mềm hỗ trợ điện thông minh MBUX là một màn hình 10.25 hiển thị tiêu chuẩn. Màn hình này sẽ là một cái cổng chung để cho các bạn giao tiếp với cái xe MQV của mình. Cái thanh thực đơn menu EQ có nghĩa là gì? Nó có rất nhiều chức năng, ví dụ như là giờ khởi hành. Các bạn có thể đặt giờ khởi hành, ví dụ là 17 giờ, hoặc là bạn chỉnh lại các số này, sau đó chọn OK. Ví dụ giờ khởi hành tiếp theo thì nó sẽ có còi báo nhắc bạn giống như đồng hồ báo thức như vậy. Bạn cũng có thể chỉnh trong MBUX, điều chỉnh từ xa trên điện thoại di động của bạn. Ngoài ra cái phần mềm bản đồ và tìm đường, các bạn có thể tìm đường bằng cách rằng đánh máy sơ vào trong màn hình, hoặc các bạn có thể dùng tay các bạn chỉ vào địa điểm đó và các bạn chọn hướng tìm đường. Phần mềm MBUX sẽ đề cử một tuyến đường đi ngắn nhất và phù hợp nhất, dĩ nhiên là có cập nhật với lộ trình giao thông lúc đó và thời gian đến dự kiến. Ngoài ra phần mềm này còn có tác dụng rằng tìm tất cả các trạm kinh doanh sạc xe, giờ mở cửa và các thông tin của công ty kinh doanh trạm sạc xe. Và một phần mềm quan trọng nhất rằng nó sẽ đề cử bạn nên dừng lại ở đâu để sạc điện và kết hợp với mức pin của bạn hiện đang có. Dải hoạt động lên đến 356 km theo VLTT. Các bạn có thể thay đổi dải hoạt động này tùy thuộc vào nhân tố, ví dụ như là bạn tùy thuộc vào cái cách lái xe của bạn, tốc độ lái xe của bạn, tùy thuộc vào địa hình đường xá, bạn có dùng máy lạnh hay máy sưởi không, và quan trọng nhất rằng bạn chở nhiều hay chở ít và có chở nhiều hành lý hay không. Nhưng một điều tốt nhất, có tin vui đối với người tài xế, đó là những cái ảnh hưởng của bạn khi lái xe hay sẽ được phần mềm lưu lại và sau đó sẽ đề cử một cái cách lái xe nào
phù hợp, thuận tiện nhất với bạn, để cho các bạn luôn luôn được lái xe một cách hiệu quả. Một thứ mà tôi đánh giá cao trên phần mềm giải bản đồ, giải đường đi trên bản đồ, đó rằng đó là bạn sẽ biết được bạn đi từ địa điểm của mình đến một địa điểm nào đó sẽ tốn bao nhiêu mức pin. Ở đây nó sẽ đo luôn cả mức pin của bạn đi. Như vậy nếu bạn cảm giác rằng xe bạn không đủ dung lượng pin để đi đến đó thì bạn nên cần tìm thêm chỗ để chạm sạc và tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Phần mềm này gọi là phần mềm để auto, tức là khi bạn vào phần giải an toàn của đường đi, các bạn có thể chọn từ 10% đến 25% các chạm sạc. Tức rằng cứ đi một khoảng nào đó, nếu gần hết pin thì nó sẽ báo chạm sạc và báo luôn địa chỉ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về chuyện về cách lái xe như thế nào là hiệu quả. Đầu tiên thì hãy tìm hiểu về cách sạc lại pin. Sạc lại pin tức là thu hồi năng lượng đã mất, ở đây là năng lượng điện, bằng cách rằng chúng ta sẽ thu hồi lại cái đà của chạy xe khi chúng ta thắng. Khi chúng ta đạp chân phanh thì đồng nghĩa với chúng ta đã tắt động cơ, và lực quay của bánh xe sẽ quay động cơ. Khi lúc này thì động cơ sẽ trở thành máy phát điện và sạc ngược lại vào trong pin. EQVN hay thức hệt kết hợp các chức năng sạc một cách tối ưu nhất và dự đoán được các bạn sẽ sạc được bao nhiêu dung lượng pin khi đi trên đường đi. Ví dụ như bạn đi trong thành phố thì bạn sẽ sạc được nhiều pin bởi vì bạn đắp phanh nhiều, nhưng mà khi bạn đi trên đường đô thị, trên đường trường, ngoại ô thì bạn ít đắp phanh thì dĩ nhiên quá trình sạc lại sẽ không được thực hiện nhiều. Do vậy khi bạn đi, bạn càng thắng nhiều thì bạn được càng thu hồi được thêm một chút năng lượng thừa. Không có nghĩa rằng là bạn mất năng lượng đó qua quá trình thắng. EQV này còn có chức năng là hỗ trợ người lái một cách tích cực nhất. Cách thức lái của các bạn có thể được điều chỉnh bằng công thức, bằng nút bấm ở trên màn hình. Ví dụ như trong chức năng lái xe, xe sẽ điều chỉnh cho bạn đi ở trong đô thị. Ở trong chức năng lái ở, xe sẽ tập trung bằng cách rằng kết hợp một cách lái cân bằng và thu hồi tiết kiệm lại nhiên liệu. Còn ở chức năng lái ở hoặc chức năng lái tối đa sẽ mang cho bạn những giải khoảng cách ngắn đi, nhưng mà trải nghiệm lái thì thêm thú vị. Hoặc là trong một số hoàn cảnh bạn đã hết thời gian hoặc bạn đã bị trễ giờ, bạn cần đi đâu nhanh hơn. Và đây nói về mức tiêu thụ nhiên liệu của pin. Và khi bạn dùng máy lạnh hoặc máy sửa bên trong xe thì nó cũng có tác động ảnh hưởng lên đến dải đường đi của bạn còn lại. Nhưng mà phần mềm sẽ chỉnh một cách tối ưu để cho khi bạn thắng xe thì máy lạnh hoặc máy sửa sẽ được hoạt động ít lại, bởi vì lúc thắng thì chúng ta sẽ có được thêm. Các bạn có thể chỉnh nhiệt độ một cách phù hợp nhất. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về cách E-matic Air Suspension. E-matic Air Suspension là một chức năng lái thoải mái. E-matic Air Suspension có nghĩa là sao? Khi bạn lái trong chế độ C hoặc chế độ E thì bạn sẽ đạt một tốc độ cao hơn, có nghĩa rằng khi đó thì xe bạn sẽ thấp đi khoảng 10 mm, tức là gió nó đè xe bạn xuống khoảng thấp đi vài mm. Thì điều này thường xảy ra ở lúc bắt đầu, nhưng khi các bạn lái ở giải tốc độ cao thì xe sẽ tự thấp hạ thấp xuống khoảng 5 đến 10 mm để giảm sức gió cản. Về chuyện sạc ở nhà và sạc trên đường đi, chiếc EQV này có thể sạc bằng cáp điện xoay chiều tại các trạm sạc đương nhiên rồi, và cũng có thể sạc ở nhà bằng cách rằng bạn xây thêm một cái tủ điện sạc xe điện ở nhà. Sạc ở nhà sẽ giúp các bạn có thể chủ động được nguồn lượng pin và thời gian để đi đến một nơi nào đó, thường thì mất dưới 10 giờ.
và sau đó thì bạn sẽ phải sạc lại xe của bạn ở ngoài đường. Các bạn sạc vào buổi đêm hoặc sạc vào buổi sáng vài tiếng đồng hồ. Mặt khác, để mà có để thời gian chạm sạc nhanh lại thì chiếc chạm AC-DC cũng quan trọng. Ví dụ chạm sạc DC thì sẽ sạc nhanh hơn. Bạn có thể sạc từ 10% cho đến 80% đến 110kW chỉ trong vòng 45 phút. Đây là hốc cắm sạc. Đối với EQV thì nó nằm ở ngay đầu xe. Có nghĩa rằng khi bạn vào một trạm sạc thì bạn sẽ đưa cái đầu xe bạn vào trước. Bây giờ thì bạn chỉ cần việc là chọn cổng sạc điện xoay chiều hoặc điện một chiều, sau đó thì mở thẻ tín dụng hoặc là thẻ sạc của Mercedes-Benz ra và thanh toán trực tuyến. Mọi thứ thật tiện lợi nếu như bạn có tiền. Đối với dòng xe này thì cổng sạc nằm ở ngay đầu, thì khi bạn chạy vào bạn sẽ rất tiện lợi là bạn chạy vào thẳng luôn sạc, sau đó thì bạn mới đi lùi ra. Còn đối với một số xe thì cổng sạc nằm phía sau, thì các bạn sẽ hơi bị lúng túng khi các bạn phải lùi vào, lùi đít vào cổng sạc, nhưng mà lúc đi thì lại nhanh hơn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là lúc mà vào sạc thì mất thời gian nhiều hơn lúc đi. Ngoài ra thì các bạn không cần sạc đầy hoàn toàn 100%, bởi vì nếu sạc đầy 100% thì sẽ làm giảm tuổi thọ pin. Các bạn sẽ đặt một mức sạc giới hạn nào đó, ví dụ như là 85% hoặc 90% cho pin của bạn. Ngay cả khi ở ngoài trạm sạc công cộng, khi sạc đến 90% thì quá trình sạc sẽ tự động dừng lại, do vậy sẽ không sạc đến đầy hoàn toàn pin và sau đó lại chạy cạn kiệt pin. Điều này giúp cho tăng tuổi thọ pin của xe của bạn. Mercedes-Benz có chính sách cho pin đến 8 năm và bảo hành đến 160.000 km.